Hello, TV Dung Cây xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay thì Dũng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những cái kỹ thuật cơ bản để trồng và chăm sóc cây hoa trà mi nhé. Không hoa trà thì... Vâng, thưa quý vị và các bạn thì cây trà mi thì hoa sẽ nở vào cái dịp tháng 10, tháng 11, cuối tháng 10, đầu tháng 11, tháng 12, riêng tháng 2. Bông lác đác sẽ nở, thì đây là cây hoa trà mi của Dũng. Thì nhiều người cứ cũng gọi điện rồi hỏi Dũng bảo là tại sao cái cây trà mi nó cứ không nở được ngọn. Thì chính là nụ quý vị các bạn này, đây là đã ra nụ từ bây giờ. Nó ra nụ cái đây là hơn tháng rồi đấy ạ. Xong thì nó cứ nằm ở đấy. Xong đến cuối năm nó mới nở, nó phát triển rất chậm quý vị các bạn, không phải là nó phát triển nhanh như những bông hoa khác ạ. Đây những cái mà đây là những cái nụ này Dũng vặt một chặt đầu tiên rồi đấy ạ. Đấy, đây là nụ này. Thì cây trà mi cơ bản nhất là khi chúng ta trồng á, là chúng ta phải dưới cái bóng cơm nắng một chút, có nghĩa là chỉ 70% là 50% ánh sáng thôi, ánh nắng thôi. Còn đâu là 50% là bóng râm thì cây mới phát triển tốt được ạ. Đây là cây trà mi Dũng cho lên chậu năm ngoái này, mà Dũng đã dùng để làm cây bố mẹ, cắt răm cắt cành để trồng ấy, để ươm để râm để trồng. Thì trước hết quan trọng nhất là cách trồng, thì đặc biệt là chúng ta phải kê cái chậu cách khỏi mặt đất. Thưa quý vị các bạn, quý vị các bạn phải kê cái chậu này cách khỏi mặt đất lên. Tại sao cách khỏi mặt đất? Nếu mà chúng ta đặt tỉa xuống đất thì cái đất này tự tưới nước lâu dài sẽ bít lại mất cái lỗ, thì cái cây sẽ không thông thoáng và sẽ dẫn đến hiện tượng là úng rồi thối rễ chết nước. Thế thì trước hết là nó úng, bắt đầu cây nó úng là gì? Lá tươi như này quý vị các bạn nhé, lá tươi vẫn cứ rụng, vẫn lá vẫn còn tươi nguyên mà nó rụng, cứ rụng hàng loạt lá. Thì đấy là chính là hiện tượng mà cây của chúng ta đã bị úng ạ. Còn đây cây của Dũng trồng nguyên chậu này, Dũng đấy, như quý vị các bạn thấy là mầm nó phát triển cũng rất tốt. Mà báo cáo thật với quý vị các bạn, lúc đầu năm thì Dũng cũng xem một cái vườn trà, mà Dũng thì bắt đầu mới chơi trà từ năm ngoái, lại đi sâu vào trà một chút, thì ta trồng phân gà, ta bón phân gà nhiều, thì Dũng cũng bón một lượt lên mặt chậu như thế này, một lượt lên. Thêm một thời gian là những cái ngọn đọt non là héo, nó rũ hết xuống, bắt đầu héo rũ lại. Thì Dũng bắt đầu xử lý là cái gì bằng cái cách cứu cây là bắt đầu lấy vòi bơm ra xả xịt bỏ, để xịt phân ra vẫn còn trơ đất này quý vị các bạn, xịt trơ tung hết cái lượt phân đi, rồi cho nước thật ngập bằng miệng chậu, cho nước nó chảy nó róc xuống. Thế xong thì đã hồi, thì những cái cây đã hồi mà đã khỏe cây quý vị các bạn nhé. Đấy, thế thì thực ra thì ít người dám chia sẻ những cái gì là mình làm hỏng, mình làm không được. Còn quan điểm của Dũng thì cái gì được cũng Dũng cũng chia sẻ, mà cái gì làm không được thì Dũng vẫn chia sẻ. Chia sẻ để làm gì? Cho mọi người khỏi phải vấp vào cái tình trạng như là của Dũng đã bị. Mấy cái thứ hai Dũng chia sẻ thêm một chút nữa, riêng dòng hoa trà thì chúng ta nên chọn những cái chậu đúng, đặt làm chậu nó phải nhiều lỗ hơn những cái chậu dòng cây khác. Đây, như này của Dũng, chậu này của Dũng là gì? 4 lỗ đáy quý vị các bạn nhé, 4 lỗ đáy, 1 lỗ giữa. Còn thường thường chậu chỉ có 1 lỗ giữa thôi. Đấy, như Dũng lại đặt thế. Thì đây là những cái cây hoa trà Dũng trồng trên chậu này. Rồi thì những cái chậu không như là Dũng cho ra đất, bớt cho cây nó khỏe, thì đi vừa nói chuyện thì Dũng giới thiệu. Còn cái thứ hai nữa là cái trà nó hay bị mắc cái bệnh gọi là bệnh thán thư ấy. Nó cháy cháy lá như này. Đây, đây. Đó, nhiều người hỏi bị cháy bị xoăn như này. Đấy chính là cái vết, hoặc là gọi là bỏ trĩ nhện. Đó. Thì chúng ta sẽ dùng thuốc chúng ta phun. Hôm sau thì Dũng sẽ chia sẻ cái thuốc phun của nó kỹ thêm để quý vị và các bạn cùng, có nghĩa là khi mà bị chúng ta cùng phun cùng làm. Đấy, đây là những cái, đây những cái nụ này, có những cái nụ nó không, nó nắng vào này lại bị hỏng. Đấy, thì cái trà mi thì thực ra báo cáo quý vị và các bạn này này, nếu mà để chăm nó dễ thì nó cực kỳ dễ, nhưng nó khó thì nó rất chi là khó, bởi vì nó ở chỗ khi nó động nước thối dễ thì cứu nó rất chi là vất. Nó lại không như những cây khác. Còn đây là Dũng sang đây Dũng khoe quý vị các bạn một chút. Đây là cái những cái trà mi mà Dũng chiết này, Dũng mới cắt hạ xuống để trồng một cái bầu này. Đấy, chiết được những cây to của nhà ra nhé. Hoa trà chiết cũng được, nhưng mà cái lúc chiết nó phát triển rất lâu quý vị các bạn ạ, nó phát triển không nhanh.
Đấy. Phát triển dễ chậm lắm, không phát triển dễ nhanh đâu ạ. Còn Dũng đi cứ đi vòng vòng trong những cây trên chậu một chút. Đây những cây trên chậu Dũng này. Thường Dũng lại chia sẻ những cái trồng đất. Thì còn đây là những cây mẫu đơn mà Dũng vừa rồi đã làm cái video clip ấy. Thì chia sẻ cách chọc bớt đất bầu thì giờ phát triển rất tốt, mà Dũng đã cắt tốt một lượt dăm ở gốc rồi để quý vị các bạn nhé. Những cây này có bộ củ vẽ rất to mà Dũng đã cắt bỏ một lượt dăm, đang để những mầm như ý này. Dũng ép những chậu nhỏ để sau này làm cây để bàn cây mini ạ. Vâng thì đấy, nó phải nắng đây. Đây là cũng là cây trà bạch của Dũng này. Những cây này thì phát triển rất tốt này. Thì quý vị nhìn cái búp này. Nhìn cái búp nó lên, nó nhào lên này. Đấy. Cái búp nó như thế thì là những cây phát triển tốt. Còn khi nắng, cây của Dũng đa số là nắng sáng nhé. Quý vị các bạn này, quan sát này. Đây nắng sáng lên này. Nhưng vẫn núp núp dưới những bóng cây, không phải hoàn toàn là chịu chính diện lâu. Đến buổi chiều là hướng tây của nhà Dũng là đằng này. Đấy, đằng này thì có cây cọ rồi, những cái đa nó che hết. Quý vị các bạn. Này, còn tiện thì Dũng cũng chia sẻ thêm đây, còn những cái cây đơn trên chậu của Dũng này, trước lá rất vàng, giờ xanh hết rồi. Đấy, ánh nắng soi vào đây, như quý vị các bạn thấy bắt đầu xanh lại, trở lại hết rồi. Đây, đặc biệt là cái cây to chỗ này thế này. Đấy, trước là lá nó, đây như quý vị các bạn thấy nhá, lá nó bạc trắng đúng không? Đấy, bạc trắng bên dưới, thì đến búp gì đã xanh trở lại, xanh hết. Thực ra thì cái cây đơn đó, nó thiếu ăn nó cũng bị vàng lá, mà nó thừa nước, thừa ăn nó cũng vàng lá. Cho nên là chúng ta cứ phải tưới nó vừa phải. Đừng tưới vừa phải. Đừng tưới nhiều quá. Tưới nhiều quá dẫn nó úng. Đấy, còn những cây đơn Dũng trồng đất Dũng chăm thì và có quý vị các bạn là nó gần như là gọi là vô đối. Đấy, lá xanh đẹp luôn. Xanh đẹp dày dặn. Còn mà đây những cái lá phớt phớt nó non như vàng vàng là ánh nắng mặt trời nó phản chiếu ấy nhé, quý vị các bạn nhé. Còn cây thì xanh không tùy vết. Chúng ta nhìn nếu mà tưởng tượng những cây này mà rau này mà xào mà ăn thì cực kỳ ngon đấy, nhìn rất chi là ngon. Còn đây những cây này Dũng vừa rồi chốt hôm chốt nụ này. À, chốt cành xong bây giờ bắt đầu để nó lên một chặt hoa nữa, lên một chặt hoa chặt nụ. Đây thì Dũng chia sẻ tiếp. Thực ra thì tôi còn đây nhé, đây là một cây hoa trà mi này, nó sắp chết vì ông anh ông trồng một cái giọt danh ấy. Giọt danh của nước nhà này chảy xuống nên úng rễ nó cây nó rũ xuống nhá. Xong bắt đầu Dũng bắt đầu mua cây ốm này về để cứu rồi chăm, mà Dũng lại cắt lại hết rễ cắt lại hết rễ, đồng thời là gì phải trồng ra đất như này quý vị các bạn ạ. Đây như quý vị các bạn thấy là nó lên phát triển đang rất khỏe. Chính là những cái lá già ngày xưa này, nó nhăn nó đây, những cái lá già ngày xưa này. Đấy. Rồi thì nó lên nó rụng cuống cành, đấy, bỏ cành. Cũng nhiều người comment hỏi Dũng ấy. Thì đấy là những cây trà mà đã bị úng nước nhá. Xong Dũng cứu như thế này đã là thành công rồi. Còn quay tiếp sang đây thì những cây trên chậu của Dũng này, năm ngoái là những cây này cây trên chậu. Trên chậu thì nó phát triển sẽ chậm hơn ở đất quý vị các bạn ạ. Khi Dũng thả ra đất cái thì nhìn cái lá nó xanh hơn, đẹp hơn. Mà đây là trà thập hồng bát diện nhé. Nếu để phân biệt thêm cái trà một chút thì nhìn cái lá trà thập hồng bát diện này, trà xịn là bao giờ cái lá này. Quý vị các bạn nhìn lá nó rất chi là đều mà đẹp. Dày dặn là khôn cái lá. Nó không có bì. Có nghĩa là tròn bầu tròn này. Đấy là như trà tàu. Quý vị các bạn nhé. Đấy. Còn để mà phân biệt thì không có cây, Dũng không có cây trà tàu này so sánh thì rất khó để phân biệt. Thì nếu mà quý vị các bạn mua hoặc hỏi thì có thể chụp ảnh rõ cho Dũng, gửi qua Zalo cho Dũng thì Dũng sẽ chia sẻ. Còn để mà phân biệt trà bạch, bạch trà với trà khác thì bạch trà thì có búp xanh này, quý vị các bạn cứ lên đầu búp xanh lét như này. Đó. Còn thâm hồng bát diện thì búp nó đỏ này một chút, búp đỏ hơn. Thì để mà chúng ta phân biệt thế cho nó dễ. Thì đây là vừa rồi là Dũng làm xong nốt cái khu vườn này. Và đây thì này, chỗ này nó có bóng sáng này. Đấy, bóng như thế này cho nên là Dũng trồng ở đây nó chỉ có một tí nắng buổi trưa thôi. Xong đến chiều cái là nó lại được che bóng của vế cây bên này. Đấy. Cho nên là nó lại được che bóng của vế bên này.
những cái cây của Dũng trồng ra đây thì phát triển rất khỏe đây. Những cái cây này chính là lá này là bệnh, nó bị kẹt này quý vị các bạn này. Dũng có chia sẻ có những người gọi là bệnh này ấy, là bệnh thán thư, hay là đấy bệnh này chính là bệnh thán thư này quý vị các bạn nhìn nhé. Nên cứ thủng thủng lá này. Đầu tiên sinh ra cái bệnh này chính là con nhện lung nhung ấy. Gọi nhện lung nhung thì là tấn công. Nó tấn công từ bên dưới lá này, quý vị các bạn nhé. Tấn công dưới lá này thì nó sẽ tạo ra những cái vết đen. Đen này rồi thì chấm là hỏng, hỏng lá. Không nó con xong thì nó xoăn lại. Chính là bệnh nhà thầy gọi là nhện lung nhung hoặc là thán thư cũng được. Nhưng cái bệnh này thì nó hơi khó chữa một chút quý vị các bạn. Chữa nó, cái thuốc để chữa nó rất chỉ là khó, không phải là dễ như những cái bệnh thông thường khác, phổ biến khác ạ. Thì đây là những cái cây tràm Dũng trồng vào đất. Nhưng Dũng trồng vào đất thì thấy nó phát triển quá mạnh. Còn những cái cây này, đây chính những cây này là cây nó bị sót phân, cây ốm ấy. Xong Dũng cho ra đây thì giờ bắt đầu nó hồi, nó khỏe lại rồi. Còn đây là cũng là một em trà bạch, quý vị các bạn. Nhìn lá lên trong trẻo rất khỏe. Còn như thế này, đây là chính là bị cháy nắng này, quý vị các bạn nhé. Khi Dũng mới trồng vào đất thì nó chưa thích nghi được ngay ấy, thay đổi vị trí ấy. Cũng nghĩa là chơi cây ấy, thì thực ra là ở trên chậu thì quý vị các bạn cũng thế thôi. Không nên xoay hướng nọ hướng kia, cứ xoay suốt thì nó, một đằng đang chịu nắng nó quen. Từ nhỏ một đằng thì nó mới ra nắng cái thì nó cũng sinh ra xém rồi cháy lá. Đấy là cái chắc chắn. Cũng như chúng ta thường thường là bà con nông dân của mình ấy, là cứ ngúi xuống thì làm. Thì bao giờ cái da lưng nó cũng chịu nắng mãi, nó quen cũng dễ chịu hơn là cái da bụng. Vì nó dày hơn, được chịu nắng từ bé, nắng gió từ bé. Cho nên bao giờ cái da nó sẽ dày hơn. Cho nên là cái việc mà cái cành, cái lá nó mọc ở những cái vị trí mà dậy nắng thì chúng ta nên để dậy nắng, chúng ta đừng nên xoay. Khi chúng ta xoay cây là những thời tiết nó mát, bao giờ thời điểm nào nó mát trời thì chúng ta xoay ra vài hôm để cho nó tránh cái việc mà cây nó phát triển cành không đều, quý vị các bạn ạ. Đấy là những cái cây nó yếu, chẳng hạn như hoa trà, hoa chiếc, hoa trà mi này. Còn những cây mà nó khỏe chịu nắng thì chúng ta xoay lúc nào cũng được. Thì đấy là Dũng cũng chia sẻ rất chân tình. Còn đây này, chính lá vẹt này nhé, những như này này. Có quý vị bảo bệnh nhưng thực ra là không phải là bệnh, mà chính là bị nắng và nó cháy. Ngày trước là nó nắng quá thì Dũng có quải một số cái rau rề nó mọc lên để nó che nắng. Xong vừa rồi thấy nó nắng nó giảm đi thì bắt đầu mới rổ bỏ cái rau rền, cái thì nó bị lại bị cháy những cái nắng này. Đấy là nắng chính diện, nhưng mà những cái cháy này thì nó không sao suốt cả. Nó lại chính vì đang thì Dũng giải thích tại sao mà không nên xoay cái lá, xoay cây hoa trà đấy từ chỗ bóng đến chỗ nắng. Thế chúng ta nhìn nhá, quan sát này, những cái vẫn là cái cành này lá nó già hơn mà nó không chịu nắng, những cái chỗ này đấy, lá non hơn rồi nắng như nhau thì lại chịu được. Chính là cái này là nó được ở ngoài nắng từ trước rồi quý vị các bạn. Thì đấy là một cái biện pháp mà để trồng hoặc chăm sóc cây trà rất hữu hiệu. Vâng, thì quý vị và các bạn xem hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ giúp Dũng nhé, nhớ chia sẻ cho Dũng. Quý vị mà có thắc mắc thì có thể là điện trực tiếp cho Dũng hoặc là nhắn tin qua Zalo cho Dũng, thì nếu mà Dũng biết đến đâu sẽ giải đáp và sẽ chia sẻ cái những cái gì Dũng biết, rồi những cái kinh nghiệm Dũng biết để cho quý vị và các bạn, rồi Dũng quý vị và các bạn cùng phát triển cái thú vui của mình là chăm sóc cây cảnh, rồi thì để có thêm những không gian đẹp. Quý vị và các bạn yên tâm là Dũng sẽ không giấu quý vị và các bạn bất cứ một cái gì, kinh nghiệm gì mà Dũng biết và Dũng được học hỏi. Đây. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau ạ.